Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Và ngày hôm nay anh Thạch Hoàng từ công viên tưởng niệm suối tiên San Diego sẽ trở lại với chúng ta để cùng trình bày với quý vị với những cái tin nóng bỏng nhất, mới nhất từ công viên tưởng niệm suối tiên San Diego. Chào anh Thạch. Chào Vân Anh, chào quý khán thính giả. Chỉ còn vài tháng nữa thôi thì công viên tưởng niệm suối tiên ở San Diego sẽ bắt đầu khởi hành công trình xây cất quy mô nhất của Hoa Kỳ, tốn hơn 1 triệu đô la, nằm trên cái đồi cao ngay công viên tưởng niệm El Camino, ngay chỗ đường Mira Mesa. Công trình rất là đặc biệt là tại vì sự thành công của công viên tưởng niệm suối tiên ở Westminster, cộng đồng ở quận Cam hưởng ứng hơn 4.000 người đã đến mua. Thành ra họ bây giờ họ xây được một cái chỗ còn đẹp hơn nữa quý vị ơi, San Diego. Thành ra Thạch Hoàng sẽ mong chị Vân Anh và những ai có một chút thì giờ đến viếng thăm cái nơi xây cất này và coi cái mô hình quy mô lắm. Thành ra giá vẫn rất là rẻ, sẽ không bao giờ có cái giá này nữa quý vị. Tại vì khi mà nó bắt đầu nó xây đó, cái nó từ từ nó giảm cái tiền giảm giá đi, thành ra cái đất nó sẽ từ từ nó sẽ tăng lên. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống vội vã, bận rộn tất bật hàng ngày, chúng ta lúc nào cũng lo cho những cái sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là lo cho những cái viếng chuyến vacation, phải không anh? Nhưng ít ai trong chúng ta lo lắng dành thời giờ để lo lắng cho chuyến vacation, cái hành trình cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay, thưa quý vị, trên tay của Vân Anh là một cái tờ poster của anh Thạch Hoàng, có 4 cái chữ rất là giản dị, rất là ngắn thôi quý vị: lo trước hậu sự, gia đình bình an. Thật sự là như vậy. Dạ, chúng ta lo chúng ta và lo cho người thân của chúng ta thì đó là cái món quà mà thiết thực nhất khi mà chúng ta ra đi, sẽ không để lại gánh nặng cho gia đình và người thân, phải không anh Thạch? Dạ, nhưng chị Mai Anh biết là khi mà cái ngày đó đến, mình không biết được gia đình mình có người thân vừa qua đời thì không bao giờ có một cái sự, có một cái ngày nào mà khủng hoảng hơn trong cuộc sống của mình nếu mà mình không có lo trước, chuẩn bị trước. Lúc đó là cái giá tiền nó cao mấy chục ngàn đô la, phải trả tiền mặt, phải trả tiền cùng một lúc, và có nhiều khi có sự cãi vã và không đồng ý. Nhưng mà nếu mình mua trước, mình mua cái đất, đặc biệt là cái miếng đất mình mua đó, lúc nào cái giá nó cũng thấp hơn khi mà mình phải cần đến mà mình mua liền. Mình hiện tại mình mua trước đó thì cái giá nó luôn luôn có cái giá rẻ và giảm giá đặc biệt cho mình. Nó gọi là pre-need, tức là trước khi cần thì cái giá nó khác, sau khi cần thì cái giá nó khác. Vâng, thưa quý vị, trên tay Vân Anh cũng có một cái cái tấm này, cái sơ đồ của công viên tưởng niệm suối tiên San Diego quý vị của chúng ta. Thưa quý vị, nghĩa trang El Camino Memorial ngay tại vùng Mira Mesa là một nghĩa trang rất là quen thuộc cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Vân Anh tin chắc là ai trong chúng ta cũng một lần đến đó và đưa tiễn người thân, hoặc là người thân trong gia đình, hoặc là bạn bè. Và với một cái khung cảnh rất là đẹp và nằm ngay trên cái khu vực mà sang nhất của San Diego. Cao đẹp lắm quý vị. Cái chương trình này nó đào ngay cái núi luôn. El Camino thuộc về công ty uy tín và lớn nhất Hoa Kỳ đã hơn 100 năm nay rồi. Thành ra bây giờ họ xây cất riêng cho cộng đồng Việt Nam mình cái công viên mà gọi là công phu nhất Hoa Kỳ, tốn tiền, tốn công nhất. Cái suối thật luôn, cái suối cao từ trên núi chạy dài xuống, đất cỏ rất là xanh tươi, công phu lắm. Quý vị phải đến coi cái mô hình thì mới cảm nhận được là cái chương trình này nó đẹp như thế nào. Và quý vị phải đến coi để cảm nhận được tại sao anh Thạch Hoàng lúc rất là kiên nhẫn để giới thiệu với chúng ta về cái chương trình này. Và thưa quý vị, khi quý vị đến rồi thì Vân Anh tin chắc chắn rằng quý vị sẽ vấn vương và về sẽ bàn với gia đình để tìm mua cho mình một lô đất thích hợp nhất, vừa với cái ngân khoản gia đình của chúng ta và đẹp nhất. Dạ, hiện tại là tại vì nó chưa xây, nó sắp sửa xây còn vài tháng nữa thôi, thì nó sẽ bớt đại hạ giá cho mình 20% cái giá hiện tại. Và cái giá này nó sẽ
bắt đầu từ từ nó sẽ tăng lên. Thành ra khi mình tới trước, mình được chọn cái lô kế cái suối, và gia đình có cái phong thủy gì mình cần đó, mình sẽ tới mình tham khảo. Có cái nhiều sự hoài. Chọn lựa hơn dạ, Phạm Quang. Dạ, đúng. Vâng. Vâng, thưa quý vị, tại sao mà chúng tôi nói rằng đây là một cái không những là chúng ta lo cho việc hậu sự mà còn là một cái investment, một cái đầu tư. Dạ đúng rồi. Phải không Tại anh? Vì cái giá đất nghĩa trang đó nó không bao giờ nó xuống, nó chỉ có lên thôi. Kinh tế của Mỹ á, lên á, thì đất nghĩa trang nó lên. Kinh tế xuống thì đất nghĩa trang ngừng, nó sẽ không bao giờ xuống như là giá nhà, giá đất xây cất đâu. Thành ra quý vị an tâm, cái những cái tiền mình bỏ vào đây đó, nó luôn luôn nó nằm trong cái gia đình, cái miếng đất của mình mua đó, là cái tiền nó không bao giờ nó đi đâu hết, nó ở trong cái ngân quỹ của gia đình. Thành ra quý vị an tâm và lo, và không có tiền lời trong 3 năm. Trả không có tiền lời hả? Dạ, không có tiền lời trong 3 năm. Mình có thể trả dài hạn ra thì có tiền lời 1.9 mà thôi. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đây là món quà thiết thực nhất mà chúng ta lo lắng cho ông bà, cha mẹ của chúng ta và cho chính cá nhân của chúng ta luôn. Thưa quý vị, nhiều khi anh Thạch Hoàng chúng ta thấy là thôi còn trẻ mà ai lo cái chuyện này. Nhưng thưa quý vị, đó là cái việc mà chúng ta không thể nào biết được. Dạ. Vô thường có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Có chị chủ tiệm nào mới mua 8 lô đất, wow. 33 tuổi. Wow. Tại vì gia đình đã mua một lô cách đây mấy chục năm rồi, thì bây giờ đến đây thì nó đã tăng 4 lần rồi. 2001 bây giờ tăng lên gần 11.000. Thành ra chị hiểu được, thành ra chị biết được là đây là một cái sự phải mua liền. Tại vì cái giá này nó sẽ không bao giờ có cái giá này nữa. Vâng, thưa quý vị, theo cái phong tục của cũng như cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, ít khi nào chúng ta nói chuyện hoặc là đề cập về vấn đề này. Nhưng mà thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã sinh sống tại Hoa Kỳ đến nay là 40 năm rồi. Chúng ta đã thấu hiểu đây là một cái dịch vụ rất là cần thiết cho đời sống của chúng ta, phải không anh? Chị Vân Anh sẽ không ngờ là cộng đồng Việt Nam mình ở Orange County hưởng ứng cái chương trình Suối Tiên. Họ mua sạch luôn 2.300 lô, mua tích tắc. Rồi bây giờ họ xây xong rồng, họ xây thêm 4.000, gần 5.000 lô nữa, mà cũng đã bán hơn phân nửa rồi, mà đã chưa xây xong, chưa hoàn tất, mà đã bán kỷ lục của nước Mỹ như vậy đó. Vâng, thưa quý vị, và hy vọng rằng quý vị tại San Diego cũng ủng hộ cho công viên tưởng niệm Suối Tiên San Diego với anh Thạch Hoàng cũng nồng nhiệt giống như là quý vị đồng hương của chúng ta tại vùng Orange County, phải không anh? Dạ. Theo kinh nghiệm của anh làm việc tại vùng Orange County thì cái cảm nghĩ của tất cả những quý vị khán thính giả đã mua đất tại công viên tưởng niệm Suối Tiên chia sẻ với anh như thế nào anh? Nói họ, chung lại đó. Mỗi tháng họ đến họ đóng tiền, họ nói có một cái thú vị, tôi lái xe trên đường Beach và Bosa đi đến Phước Lộc Thọ đó, thì tôi nhìn cái công viên đang xây cất, tôi cảm thấy tôi thú vị là tôi đã có cái miếng đất nằm rồi, không phiền hà con cái, người thân. Ngày ra đi của tôi nhẹ nhàng đã lo sẵn hết rồi, từ A to Z đó là đã lo rồi, thì cái giá họ đóng hàng tháng, họ bỏ, họ tích cử một cái ống heo, họ bỏ vô, thay vì họ bỏ vô nhà băng thì họ bỏ vô trong cái công ty uy tín và lớn nhất của Hoa Kỳ, là ở đây thì là El Camino, ở dưới thì là Westminster Memorial Park. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong phần trình bày của anh Thạch Hoàng từ công viên tưởng niệm Suối Tiên San Diego ngày hôm nay. Và quý vị gọi ngay cho anh Thạch Hoàng nha quý vị, số điện thoại dễ nhớ lắm quý vị. Dạ, 619-894-9999. 619-894-9999. Quý vị thấy là anh Thạch Hoàng lúc nào cũng cười rất là tươi, lúc nào cũng vui. Và yêu đời lắm quý vị ơi, yêu đời lắm. Là tại vì anh Thạch Hoàng đã lo cho cái chuyến hành trình cuối cùng cuộc đời anh xong rồi, cho nên bây giờ bất cứ việc gì xảy ra đối với anh cũng nhẹ nhàng. Thì mong rằng chúng ta cũng sẽ lo lắng cái việc này giống như anh Thạch Hoàng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Một lần nữa, Thạch Hoàng từ công viên tưởng niệm Suối Tiên San Diego, 619-894-9999. Xin thân ái chào tạm biệt.